Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày mùng 7 tháng 11 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin 10 đường dây buôn người tại Hà Tĩnh sang Anh và công nghệ rửa tiền tại Việt Nam. Điều tra đã phát hiện ra rất nhiều đường dây chuyên đưa người từ Hà Tĩnh vượt biên sang Anh và các nước tại châu Âu. Và những thông tin mới được tiết lộ này được báo chí đăng tải như sau. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những người Việt Nam đang nằm ngồi tại sân bay nội bài. Mắt xích đường dây đưa người qua Anh trồng cần sa đường dây đưa người Việt Nam đi châu Âu trái phép mà mục đích đích đến cuối cùng là nước Anh xuất hiện từ hơn chục năm nay tại Can Lộc, Hà Tĩnh với nhiều mắt xích quan trọng. Sau nhiều ngày len lỏi ở các làng quê tại xã Thiên Lộc, Can Lộc, được người đàn ông tên là Dũng từng có nhiều năm làm nghề trồng cần sa tại Anh, dốc ruột chia sẻ nhiều chuyện hậu trường, việc đi Anh đổi đời ra sao và với những cái việc như báo chí đăng tải như thế này thì các bạn cũng đã biết rằng như vậy là hơn một chục năm nay những cái đường dây này đã tồn tại. Và với những thông tin đó thì rõ ràng đã có hàng nghìn người đã rời khỏi cái miền quê này bằng con đường bất hợp pháp. Và qua xác minh thì có ít nhất 10 hơn 10 đường dây tại Hà Tĩnh có lẽ đã đưa hàng nghìn người dân ở đây nhập cư bất hợp pháp vào Anh và châu Âu. Và chính vì đó, các bạn cũng đã thấy thể hiện trong những thông tin vừa qua, rất nhiều những ngôi nhà được xây tại uh, Hà Tĩnh, tại Nghệ An ở những cái làng có nhiều người đi nước ngoài được uh, cho rằng uh, nhận được những ngoại tệ rất nhiều hàng năm từ anh chuyển về. Và đây là hình ảnh của một làng quê tương tự như vậy với những ngôi nhà rất khang trang và rộng lớn. Và đây chính là những cái điều mà hối thúc những người dân ở đây tiếp tục ra đi. Và anh Dũng đã kể ở Thiên Lộc hiện nay từ bé tới lớn không dưới 10 cầu đưa người vượt biên ra nước ngoài trái phép là mất xích đầu tiên rất quan trọng ở đường dây. Những cầu chuyên nghiệp anh Dũng nhớ như in khá quen mặt với người dân như Trung, Tuấn, Phong, Tiến và Dân, quê gốc Can Lộc, huyện Diễn Châu. Dũng tiết lộ trong số các môi giới kể trên có kẻ đã làm thiết kế cho em Phong, Tiến, Trung Mạnh trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc sang Trung Quốc làm giấy tờ giả đi Pháp và rồi vượt biên sang Anh. Và đây chính là đường dây đã đưa người và gây ra cái chết của 39 nạn nhân người Việt Nam tại Anh trong thời gian vừa qua. Và chùm đường dây này thường ở Hà Nội, ngay nơi Bộ Công an đóng giữ và do Đại tướng Tô Lâm là người lãnh đạo ở đây, nhưng dường như cũng bị tê liệt trước những cái thông tin mà người dân đã cung cấp. Và đây là hình ảnh của Trà My đã nhắn tin cho bố mẹ cô trước khi cô bị chết ngạt trong chiếc xe container đông lạnh. Trà My đã mất liên lạc với gia đình kể từ ngày 23 tháng 10, trùng với thời điểm xảy ra vụ cảnh sát Anh phát hiện 39 thi thể trong thùng xe container. Gia đình em đã trình báo với chính quyền. Một đường dây có nhiều cầu giải đều từ các tỉnh thành cả nước trong Việt Nam và đưa sang Trung Quốc và các nước châu Âu. Ông Trùm nắm quyền chi phối đường dây này thường ở Hà Nội. Anh Dũng đã nói như vậy. Và với cái tiết lộ của anh Dũng như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rằng Bộ Công an của Việt Nam đã tê liệt trước những cái thông tin mà rất nghiêm trọng về buôn người này. Và tiền kiếm được do người trốn ra nước ngoài được chia cho nhiều nơi sau khi chuyến đi đã trót lọt và các bạn cũng có thể xem những thông tin tiếp theo. Đây là hình ảnh của những cái người mà đi trên đường dây đó, họ chụp và gửi lại người nhà để ghi dấu những cái nơi họ đã đến ảnh rừng thông ở châu Âu. Anh chính quê ở Nghệ An ở giữa trong hành trình băng rừng đến châu Âu, đây là hình ảnh do, do chính nhân vật đó đã cung cấp. Anh Dũng cho hay, một người muốn đi Anh, bước đầu tiên phải đặt vấn đề với cầu, kẻ môi giới sau này sẽ thông báo với ông Trùm điều hành đường dây để điều phối, thiết kế cách đưa người đi. Chi phí chuyến xuất ngoại được chuyển về tay ông Trùm, còn cầu được chia hoa hồng cho mỗi chuyến qua châu Âu chốt lọt. Theo thỏa thuận giữa hai bên, nếu người đi không đến được đích, do họ bị bắt và trục xuất về nước, thì đường dây môi giới sẽ hoàn lại tiền. Và chúng ta cũng đã chứng kiến ở những thông tin vừa qua, một số gia đình nạn nhân trong chuyến đi có 39 người chết thì môi giới đã mang hàng tỷ đồng đến để trả lại tiền những người này và chắc chắn uh, thời gian tới sẽ còn những cái điều mới uh, được đưa ánh sáng và giấy tờ và hộ chiếu giả của rất nhiều nước trên thế giới đã được đường dây này sử dụng để đưa người vượt biên và điều đó chứng tỏ rằng bộ phận an ninh của hải quan nội bài ở sân bay nội bài và những sân bay xuất cảnh khác dường như cũng có những mối liên hệ trong việc uh, có những đường dây đưa người như vậy và đây là hình ảnh của những cô gái Việt Nam đang ở trong khu rừng tại uh, Paris gần gần đường từ đó họ có thể đợi xe ô tô và những phương tiện khác để chở sang Anh và ngay thời điểm này ngay lúc này thì họ vẫn đang ở đó đây là hành hành vi cư trú bất hợp pháp của những cái người đưa lậu vào Pháp và đương nhiên những cô gái này cũng đang chịu một số phận rất cay đắng khi họ bị chính những cái kẻ chùm đưa người sử dụng như những dụng cụ và những cái công cụ tình dục của mình một chuyến đi từ Việt Nam sang Anh được chia làm hai chặng ứng với hai lần giao tiền. Chặng thứ nhất từ Việt Nam sang các nước châu Âu như Đức, Pháp bằng con đường du lịch. Chặng thứ hai từ các nước vừa kể trên vượt biên sang Anh. Gần đây thêm một con đường mới được phát hiện, người lao động chọn cách sang Trung Quốc làm giấy tờ giả rồi vượt biên sang Nga để đến Anh. Anh dũng cho hay số tiền trả cho đường dây môi giới ứng với mỗi đường đi khác nhau, thời điểm cao hơn chục năm trước để đi từ Việt Nam sang Pháp phải bỏ ra 8.500 đô la. Hiện nay đi theo đường dây này giá khoảng 20.000 đô la, anh Dũng cũng đã chia sẻ như vậy. Và như vậy chúng ta thấy rất rõ ràng đường dây đã được tổ chức rất chặt chẽ và những khoản tiền rất lớn đã được chi ra để đưa người vượt biên bất hợp pháp. Và phát hiện đường dây mới đưa người sang Đức cũng được khởi nguồn từ Hà Tĩnh. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là những người Việt Nam hiện nay đang tạm trú trong những khu rừng và trong những khu lều tại Pháp. Họ đã nấu ăn với nhau với việc và đóng góp cùng đóng góp tiền và những cái vật dụng khác để có người uh, nấu ăn. Thì đây là những cái hình ảnh mà rất thật và đã được ghi nhận. Anh Nam trú tại Hạ Thiên Lộc cho biết năm ngoái anh được một người quen cùng quê giới thiệu ra Hà Nội, gặp môi giới và đặt vấn đề đi Đức. Giá chuyến đi hết 16.000 đô la, đường đi từ Việt Nam sang Nga rồi đi qua đường rừng để tới Đức. Tuy nhiên anh bị biên phòng Nga bắt trục xuất về nước. Sau khi đến điểm tập kết tại Pháp Người vượt biên sang Anh có hai lựa chọn, đi đường VIP an toàn hơn nhưng phải bỏ ra chi phí khoảng 10.000 euro, tức là khoảng 250 triệu đồng Việt Nam. Còn chọn đi đường cỏ mất khoảng 6.000 euro, tức là khoảng 150 triệu đồng Việt Nam theo như anh Dũng đã nói. Và toàn bộ giao dịch trả tiền và đưa người sang Anh đều được thực hiện tại Việt Nam. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy hải quan sân bay nội bài đã kiểm tra những người xuất nhập cảnh tại Việt Nam. Đương nhiên những đường dây này với một chuyến đi hàng trăm người đã lọt qua những cửa khẩu như vậy. Và an ninh của cửa khẩu cũng như Bộ Nội vụ, Bộ Công an Việt Nam không hề biết những chuyến đi này. là phải chăng bên trong đó có những cái đường dây hối lộ, tham nhũng và buôn người nằm ngay trong Bộ Công an Việt Nam. Thông thường người vượt biên chọn đường đi VIP Thực đường này giá đắt hơn nhưng tài xế biết mình ngồi sau xe container khá an toàn vì cảnh sát khó phát hiện. Còn đường đi dạy cỏ rẻ hơn nhưng lại dễ bị bắt và cực khổ, khó lọt. Dũng nói như vậy. Quá trình giao dịch tiền giữa hai người đi đường và đường dây này hết sức kín kẽ. Thông thường, người đi trước khi lên máy bay phải đặt cọc cho cầu một khoản tiền khoảng 2.000 đô la. Sau khi qua đến điểm tập kết tại châu Âu an toàn thì gia đình người đi chuyển nốt số tiền còn lại cho cầu tất cả các giao dịch tiền bạc đều thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, kể cả khoản tiền dùng để vượt biên sang Anh. thì như vậy các bạn thấy rất rõ rằng là nếu khi Bộ Công An Việt Nam quyết tâm điều tra ra những cái đường dây đưa người bất hợp pháp và buôn người này, thì họ sẽ tìm thấy vì toàn bộ những cái cầu tức là những cái người môi giới cho đến những ông chùm hiện nay đang ở ngay Hà Nội, ở ngay gần Bộ Công An Việt Nam và ngay cả những giao dịch tiền bạc rất lớn bằng ngoại tệ lên đến hàng hai chục đến ba chục nghìn đô la cũng được giao dịch tại Việt Nam. thì như vậy đây là một cái điều rất nghiêm trọng đã diễn ra hơn một chục năm nay và công an của Nghệ An, của Hà Tĩnh cũng dường như bất lực và làm ngơ. Và rất nhiều người sang Anh để trồng cần sa và họ đã chuyển nhiều tiền về Việt Nam. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, một cái người thanh niên Việt Nam đang nằm ngủ ở trong một cái khu trồng trang trại trồng cần sa và đây ảnh này do cảnh sát Anh đã cung cấp và các bạn thấy điều kiện rất tồi tệ và họ phải làm việc cả ngày cả đêm và không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong nhiều năm trời. À. Tiền được chuyển về nước bằng cách nào? Những người đã từng vượt biên như anh Dũng sau khi sang Anh sẽ được đưa về nhiều khu vực khác nhau. Một bộ phận sang làm nghề chăm sóc cây cần sa, một bộ phận khác làm nai, tức là ngành làm ngành móng tay hoặc phục vụ các nhà hàng. Những người sang Anh để mưu sinh bằng nghề trồng cần sa phần lớn làm thuê cho người Việt đã sinh sống ở Anh. Một số khác nhờ người Việt tại Anh đứng ra thuê nhà rồi mua cần sa về trồng. Nhóm người trồng cần sa thuê cho người Việt được trả công theo hình thức chia lợi nhuận ăn phần trăm. Ông chủ đứng ra thuê nhà, cung cấp cây giống và các thiết bị phục vụ cho việc bón cây, còn người làm thuê chỉ việc bỏ công ra chăm bón những cây này đến ngày thu hoạch. Và tiền trầu gần xa sau đó đã được ông chủ và những cái người làm thuê ăn chia thường theo tỷ lệ 70-30, có nghĩa là ông chủ được hưởng 70% và những người chăm sóc những cây đó thì được 30%. Và điều đó chúng ta cũng chứng kiến qua những đồng tiền đó họ đã gửi về và xây những khu nhà rất lớn ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh và đấy là cái miếng mồi béo bở cho những kẻ buôn người tiếp tục có thể đưa người sang khi họ chứng minh rằng đấy là đồng tiền họ đã kiếm được tại châu Âu nhưng phải đã phải sống bất hợp pháp. Và đây là hình ảnh của một thiếu niên người Việt Nam tên là Nam cho biết anh bị đưa vào Anh vào năm 12 tuổi và được cảnh sát giải cứu vào năm 16 tuổi. Có nghĩa là anh Nam này là cái người đã sống ở Anh 4 năm để trồng cần sa và khi mới 12 tuổi mà thôi là tuổi thiếu nhi và đấy điều đó rất nghiêm trọng ở chỗ là khi Việt Nam không có biện pháp bảo vệ công dân của mình một cách hữu hiệu sau khi thu hoạch và bán sản phẩm giữa chủ và người làm thuê ăn chia theo mức thỏa thuận từ trước thông thường chủ được 70 phần trăm và người làm thuê nhận được 30 phần trăm tiền chia xong người làm thuê có thể nhận tiền mặt bằng bằng anh hoặc một lựa chọn khác là gửi tiền về nhà thông qua người chủ làm thế nào để gửi tiền về Việt Nam anh Dũng cho biết muốn gửi tiền về Việt Nam phải nhờ ông chủ. Tiền sẽ không được đưa vào ngân hàng tài khoản của người chủ và sẽ họ sẽ liên hệ với một người Việt Nam khác ở Anh để nhờ người này chuyển tiền về nước. Nguồn tiền về nước nằm trong tay một nhóm người môi giới dựa vào số tiền điện thoại và và địa chỉ người gửi tiền cung cấp, nhóm môi giới sẽ đưa tiền đến tận tay gia đình của họ. Và đây là cách chuyển tiền mà bất hợp pháp và hiện nay Anh, Đức và các nước khác cũng đang tiếp tục điều tra những nguồn tiền rất lớn được chuyển qua những cái kênh như vậy và hàng chục triệu đô la tiền kiếm được do trồng cần sa cũng vì vậy mà được chuyển về Việt Nam bằng con đường bất hợp pháp và đây là hình ảnh của một cái khu nhà tù uh, trung tâm giam giữ người nhập cư để chuẩn bị uh, trục xuất khỏi Anh và nhiều người Việt Nam đã bị giam giữ trong những khu nhà tù như thế này uh, và trước khi lên máy bay để về Hà Nội hoặc uh, về Thành phố Hồ Chí Minh muốn gửi tiền về nhà cho mình thì phải bỏ ra một khoản chi phí cho người đi gửi thỏa thuận thời điểm đó cứ gửi 1.000 bảng thì sẽ mất chi phí 60 bảng anh Dũng nói, một luật sư ở Hà Tĩnh cho biết những người Việt trồng gần xa ở Anh và chuyển số tiền về nước thông qua một số tổ chức môi giới rõ ràng là vi phạm pháp luật. Nếu nước sở tại xác định được hành vi trái pháp luật trồng gần xa, thì số tiền gửi về nước được xác định là thành, tức là tiền do tội phạm mà có. Nếu cơ quan sở tại chưa xác định được hành vi tội, thì theo quy định của pháp luật, pháp luật Việt Nam, hành vi chuyển ngoại hối về nước con, theo con đường bất hợp pháp là vi phạm quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam và đương nhiên là những người này sẽ gặp những rắc rối trong thời gian tới vì khi Bộ Công An điều tra và nếu Công An tại Hà Tĩnh, tại Nghệ An có những biểu hiện tiếp tay cho những cái người này đi ra nước ngoài và số tiền đó chắc chắn sẽ phải được thu hồi và những tài sản mà được mua sắm bằng những số tiền bất hợp pháp đó có lẽ nếu theo thông lệ của nước Đức và Châu Âu cũng sẽ được thu hồi. Và cùng lúc này thì Thiếu tướng Công an ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tại Nghệ An đã đưa ra phát biểu vụ 39 người Việt Nam bị chết cóc, cóng trong container. Đây không phải là vụ buôn người, ông nói như vậy. Mặc dù báo chí quốc tế và uh, Đại sứ quán Anh và rất nhiều uh, những cơ quan truyền thông khác đều nói rằng đây là đường dây buôn người rất rõ ràng vì những con người đó đã được bán lại qua những cái đường dây khác nhau để đưa ra nước ngoài. Và mỗi cái đường dây đó họ chịu trách nhiệm một nơi từ Việt Nam sang Trung Quốc, từ Trung Quốc sang... Jucooslavien hoặc là sang Sép biên và từ Sép biên lại đi sang một nguồn khác và mỗi nước thì đều có một cái cầu riêng và đều có một băng đảng riêng và những người này sẽ được phải trả tiền để đi qua những cái đường như vậy và rõ ràng đây là hành động buôn bán một cách bất hợp pháp cái sức lao động của con người. Và ông Đây là hình ảnh của thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, giám đốc công an tỉnh Nghệ An đã có phát biểu như sau: "Đây không phải là vụ buôn người." Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định vụ 39 người thiệt mạng tại Anh, trong đó có người Việt, không phải là vụ buôn người mà theo pháp luật Việt Nam, đây là vụ trốn ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép. Vì vậy rõ ràng là với điều với như ông ông Nguyễn Điêu, ông Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nói thì họ trốn đi, nhưng mà khi họ đã phải trả một cái phức phí rất lớn từ 20.000 đến 30.000 đô la và nhiều hơn nữa, thậm chí mất mạng và thậm chí phải làm việc trong những điều kiện bóc lột tồi tệ để lấy tiền trả nợ và đặc biệt là có những cô gái trẻ cũng đã phải đã bị hãm hiếp trên dọc đường đi và rất nhiều những nhân chứng đi cùng à, trên đường dây này họ nói rằng à, có thấy chứng kiến những ngôi mộ à, nhỏ được chôn à, vội người trong rừng đó là những người quá yếu quá mệt và họ có thể bị hành hung bị đánh đập và họ đã bị chết à, trong cái quãng đường đi sang Anh và đây là hành động rất dã man và ông giám đốc công an Nghệ An thì cho rằng đây là hành động trốn đi nhưng thực tế quốc tế đánh giá đây là hành động buôn người và ngoài ra tại Hà Lan ngay lúc này đây thì bắt đầu tiếp tục mở rộng cuộc điều tra đối với các đường dây buôn người tại tại Việt Nam sang Châu Âu và đường dây thứ hai uh, của buôn người Việt Nam sang đây đã bắt đầu bị phát hiện và đây là hình ảnh thông tin của báo chí quốc tế đã đăng tải đưa lậu người Việt Nam Hà Lan điều tra băng đảng uh, tại Ireland thứ hai trong lúc có thêm thông tin về vụ 39 công dân Việt Nam chết trong xe tải ở Essex Anh anh Quốc, nhà chức trách Hà Lan đã mở lại cuộc điều tra một băng đảng tại Ireland thứ hai bị nghi là chuyển người Việt Nam vào Anh. Theo trang The Sun, công tố viên Hà Lan đang xem xét việc có ra lệnh truy nã châu Âu đối với lái xe người Hà Lan, người Ireland kia hay không. Họ cũng nghi ngờ rằng đây cũng là một đường dây buôn lậu người khác, khác nữa từ lục địa châu Âu sang đảo Anh và Ireland. Một lái xe khác bị giữ từ hồi tháng 7 tại Bỉ với việc đã chở 20 người nhập cư bất hợp pháp trốn trên thùng xe và đường dây này được cho rằng là có liên hệ tới Việt Nam và đưa người Việt Nam sang Anh thì với như vậy với thời gian sắp tới chắc chắn rằng chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến rất nhiều những vụ bắt giữ và điều tra liên tục của cảnh sát các nước và ngay cả cảnh sát châu Âu cũng đang tìm những bằng chứng để uh, tiêu diệt những băng đảng buôn người này và chắc chắn bộ công an Việt Nam cũng phải hoạt động và hợp tác với uh, châu Âu để truy tìm uh, những uh, thủ phạm gây ra cái chết của 39 người uh, tại Anh trong thời gian vừa qua. Và với những diễn biến trên, ta, ta đã cho thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã bị các băng đảng, mafia, buôn người trong nước cấu kết với tội phạm ở nước ngoài làm tê liệt trong hàng chục năm nay. Hàng nghìn người dân đã ra đi qua những đường dây buôn người bất hợp pháp này để làm giàu cho các tội phạm trên. Chúng đã gây họa cho các nước khác trên thế giới và rất nhiều người đã phải bỏ mạng và chết dọc đường vì không thể đủ sức khỏe cũng như bị đàn áp, bị đánh đập và bị cưỡng hiếp dọc đường. Đấy là những công dân của Việt Nam đang tìm đường sang Anh đã gặp những hoàn cảnh tương tự họ miêu tả lại. Và công an Nghệ An, Hà Tĩnh đã rất nặng tay bắt giữ những người đấu tranh chống ô nhiễm môi trường ở Formosa. Nhưng dường như với các băng đảng buôn người này thì đây lại ở đây thì họ lại làm ngơ và cuối cùng dẫn đến cái chết bi thảm của 39 thanh niên thiếu nữ và thậm chí trong đó có cả trẻ em. Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi để có thể chấm dứt những đau khổ cho trên 90 triệu người dân Việt Nam đã phải chịu đựng trong suốt hơn 70 năm qua và điều đó đã quá đủ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay. Mời các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này để cho nhiều người cùng biết và chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn trong thời gian tới những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất chào các bạn